Chàng này suốt ngày bị sếp của mình chèn ép, mỗi lần như thế anh ra đều rất bực bội nhưng không thể làm gì được. Thế rồi một lần anh ta đang đi trong thang bộ thì bất ngờ nhận được một chiếc găng tay có thể điều khiển người khác theo ý muốn. Anh ta lúc đầu thấy ngờ vực nhưng vẫn cầm lấy nó cất đi. Trong giờ làm việc anh ta muốn thử công dụng của chiếc găng tay nên đã nói xấu sếp. Cô ta liền tức giận bảo anh ta vào phòng họp. Sau khi cho cô ta chửi xong, anh ta thầm nghĩ, cô im miệng cho tôi. Anh ta không thể ngờ rằng cô ta tự nhiên là không nói được nữa. Quá bất ngờ trước nội tại ẩn của mình, anh ta liền phải tay một cái cô sếp liền ngồi bệt xuống. Sau khi vuốt tóc cô gái, anh ta liền bảo cô rằng, từ bây giờ mỗi ngày cô sẽ đều phải nghe lời anh ta. Là tôi mà tôi mùi chít rung dần rồi. Nói xong anh ta liền cất tay sang phải, lập tức cô sếp úp hai cái bánh bao vào cửa kính. Sang ngày hôm sau, bỗng cơn nứng làm anh ta không chịu nổi nữa. Anh ta liền vắt tay cô gái lập tức chạy đến chỗ anh ta. Anh ta đang chuẩn bị thưởng thức thành quả của mình, tôi mà ở đây tôi thịt từ hôm qua rồi, thì bất ngờ cô sếp chộp lấy chiếc găng tay của anh ta. Anh ta chuẩn bị nhào tới cướp lại thì bị cô gái sử dụng năng lực của chiếc găng tay bị tới ít anh ta đứng yên. Sau đó cô ta tiết lộ rằng chính cô ta từ đầu thích anh cho nên mới hay bắt nạt anh. Còn cái găng tay cũng là do cô ta chủ động để anh ta nhìn thấy. Giờ thì mới biết ai là gà ai là thóc chưa người anh em. Tôi có đôi lời muốn gửi tới người anh em là... Rồi, mày xong rồi. Và sau đó hai người đã phập nhau rất nhiều.